Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Dự án xây dựng cầu Hưng Hà hoàn thành 91% tổng khối lượng. Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có nhiều mô hình kinh tế mới mang lại hiệu quả cao. Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện có trên 60 di tích được nhà nước xếp hạng. Tình trạng phơi rơm rạ gây mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Thái Bình. Công an Hà Nam đảm bảo an ninh trật tự trong mùa World Cup. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thi công, đến nay dự án xây dựng cầu Hưng Hà nối liền hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam đã hoàn thành 91% tổng khối lượng và chuẩn bị thông xe kỹ thuật. Dự án cầu Hưng Hà có tổng vốn đầu tư 2.900 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 1.800 tỷ đồng. Hiện nay phần cầu đã thi công xong phần bê tông với các hạng mục như kết cấu phần dưới, phần trên, mặt cầu bờ bo, v.v. đạt 98% khối lượng và đang tiếp tục thi công khe co giãn, hệ thống an toàn giao thông. Phần đường dẫn phía Hưng Yên và Hà Nam có tổng chiều dài trên 4 km đã thi công xong cống hộp lớn, hầm chui và cơ bản trải thảm bê tông gần 4 km mặt đường. Đến thời điểm này, các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành với tổng khối lượng đạt 91%. Các nhà thầu đang thực hiện một số công đoạn như vệ sinh mặt cầu, gia tải tại hai mố cầu và hai hầm cống, đồng thời tiếp tục giải thảm mặt cầu. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã bảo đảm chất lượng và an toàn lao động vệ sinh môi trường. Cầu Hưng Hà được khởi công xây dựng cuối tháng 12 năm 2015. Cầu và đường dẫn hai đầu cầu dài trên 6 km, riêng cầu có chiều dài 2 km, mặt cầu 22,5 km. Cầu có 40 nhịp, trong đó có 4 trụ chính đúc hẫng cân bằng. Theo kế hoạch, dự án cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu sẽ hoàn thành thi công trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, với tiến độ như hiện nay, dự án sẽ về đích sớm gần một năm, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Dự án cầu Hưng Hà hoàn thành sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối hai tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, làm động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, nâng cao khả năng khai thác hai tuyến đường cao tốc, đồng thời góp phần giảm áp lực và rút ngắn thời gian đi lại của phương tiện qua thủ đô Hà Nội, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang trong hành trình phát triển lên thành phố. Trong thời gian này, nhiều công trình xây dựng, chỉnh trang đô thị đã được thực hiện. Trong đó có các công trình trên tuyến đường vào trung tâm thị xã. Theo phê duyệt sẽ có 3 dự án chỉnh trang đô thị các khu dân cư ven quốc lộ 37, đoạn qua địa phận xã Đồng Lạc, đoạn qua xã Tân Dân và đoạn từ ngã ba giao cắt đường sắt đến ngã ba An Lĩnh, đi qua phường Cộng Hòa với tổng chiều dài là 15 km. Đây là hai cửa ngõ phía Tây Nam và phía Tây Bắc từ thành phố Hải Dương và tỉnh Bắc Giang vào trung tâm thị xã. Các dự án sẽ khắc phục thực tế hiện nay là chưa có vỉa hè, thoát nước dọc, cây xanh, điện chiếu sáng để đảm bảo văn minh, sạch đẹp trong tương lai. Còn trên tuyến quốc lộ 18 có 6 dự án chỉnh trang qua các khu dân cư phường Phả Lại, Văn An, Chí Minh, Cộng Hòa, Hoàng Tân và xã Hoàng Tiến với tổng chiều dài gần 19,5 km. Đây là hai cửa ngõ phía Tây và phía Đông vào trung tâm thị xã. Cũng sẽ được lắp đặt block, lát vỉa hè, trồng cây xanh và điện chiếu sáng. Trên cơ sở các văn bản của ngành giao thông vận tải quy định về hành lang an toàn giao thông và chỉ giới xây dựng trên các quốc lộ, tỉnh lộ, thị xã Chí Linh đã đề xuất chỉnh trang đô thị các khu dân cư theo thiết kế chung, hè phố được mở rộng thành 5-6 mét, lát gạch tự chèn loại mansion, trồng cây bàng Đài Loan với khoảng cách 10 mét một cây và lắp hệ thống điện cao áp chiếu sáng công cộng, điều khiển bằng hệ thống tự động. Đặc biệt, đoạn đường tiếp giáp khu trường Đại học Sao Đỏ và dự án khu dân cư Đồng Đỗ được thiết kế hiện đại với cống ngang, hệ thống thoát nước dọc, phần mặt bằng trồng hoa cây cảnh, đường dạo, tạo điểm nhấn tại cửa ngõ này. Đơn vị chúng gói thầu này gói thầu số 3. Gói thầu này nó đặc thù là nó nhiều các hạng mục, chỉ tiêu là thời tiến độ là 6 tháng nhưng mà với đội ngũ cán bộ công nhân viên và máy móc anh em quyết tâm, mặc dù là thời thi công vào mùa hè nó có nhiều cái khó khăn nhưng đến giờ phút này chúng tôi đã thi công hôm nay là 1 tháng 25 ngày và chúng quyết tâm là anh em làm
là 4 tháng rưỡi là hoàn thiện. Để các dự án triển khai hiệu quả, thị xã đã vận động tất cả xã phường, các cơ quan đơn vị có trụ sở bên các tuyến đường đồng loạt tham gia vào việc chỉnh trang. Có thể nói đây là chủ trương đúng và hợp lòng dân, vì vậy đã nhận được sự ủng hộ cao của mọi người dân nên việc thi công rất thuận lợi. Có thể nói việc triển khai hiệu quả các dự án thể hiện sự quyết đoán và quyết tâm cao của lãnh đạo các cấp cùng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị xã. Là khu công nghiệp hỗ trợ với những chính sách ưu đãi, đặc biệt được chính phủ phê duyệt, khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn Ba, tỉnh Hà Nam được xây dựng nhằm thu hút riêng các dự án đến từ Nhật Bản đầu tư. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm điện, điện tử, viễn thông, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao. Đến nay, khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn Ba đã thu hút được 19 dự án đầu tư đến từ Nhật Bản. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp đạt trên 140 triệu USD. Đã có 4 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất. Qua nắm tình hình, các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cũng như những ưu đãi từ phía tỉnh Hà Nam. Theo ghi nhận, các nhà máy đã hoạt động đều đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Dự kiến trong năm 2018, khu công nghiệp này sẽ có thêm 4 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn Ba tỉnh Hà Nam có tổng diện tích quy hoạch là 336 ha. Giai đoạn 1 đã hoàn chỉnh 131 ha, trong đó có 12 ha được công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Đồng Văn Ba xây dựng nhà xưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của tỉnh Nam Định, khối doanh nghiệp FDI chiếm gần 54%, tăng 28%. Trong khi đó, khối doanh nghiệp địa phương chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 21,3%. Số lượng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của địa phương có thể tham gia xuất khẩu trực tiếp chưa nhiều. Dù kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp địa phương năm 2017 tăng gần 93 triệu USD so với năm 2016, nhưng vẫn thấp hơn đến 158 triệu USD so với các doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu có sự mất cân đối lớn. Trong số 5 mặt hàng, nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu thì ngành dệt may có kim ngạch xuất khẩu chiếm tới 1.104,6 triệu USD. Năm 2017, hai ngành hàng dệt may và chế biến gỗ đạt tốc độ tăng trưởng cao, lần lượt là 23,9% và 39,2% so với kế hoạch. Còn lại 3 mặt hàng xuất khẩu truyền thống là thịt đông lạnh, dược liệu, tân dược, hàng tôn, thủ công mỹ nghệ không đạt kế hoạch. Với đặc thù là địa phương kinh tế nông nghiệp chiếm chủ yếu, những năm qua, nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà nhiều hộ dân của huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh đã có điều kiện để phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Cùng với các chương trình vay vốn dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vài năm trở lại đây, nguồn vốn giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng, đáp ứng nguồn vốn cho bà con trong phát triển kinh tế gia đình. Để phát huy hiệu quả cao của nguồn vốn vay ưu đãi, thời gian qua, cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sa Bình luôn chủ động triển khai cho vay theo từng địa bàn, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện ủy thác vay vốn, các điểm giao dịch cố định tại 14 xã thị trấn, với 251 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn xóm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng. Đến hết tháng 5 năm 2018, tổng dư nợ tín dụng nguồn vốn chính sách trên địa bàn huyện là hơn 268 tỷ đồng. Trong khi dư nợ của nhiều chương trình tín dụng giảm, thì 5 tháng đầu năm nay, phòng giao dịch Sa Bình đã tăng cường giải ngân cho đối tượng vay giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho các hộ nông dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cấp xã thị trấn trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã được các địa phương chú trọng triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp tích cực góp phần đưa chính quyền đến gần hơn với người dân. Hiện nay, 21 trên 21 xã thị trấn của huyện đã được đầu tư trang thiết bị xây dựng bộ phận một cửa, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, công khai. Bộ phận một cửa thực hiện niêm yết công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính theo đúng quy định như biểu mẫu phí, lệ phí, thời gian giải quyết, quy trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Hiện nay, huyện Ân Thi đã cung cấp được 366 dịch vụ công trực tuyến. Tính riêng từ đầu quý 2 đến nay, bộ phận một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của huyện đã tiếp nhận trên 4.200 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giấy tờ được giải quyết sớm hoặc đúng thời gian quy định đạt 99%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.
Trên địa bàn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới được chuyển đổi từ vùng đất trồng lúa và các cây trồng kém hiệu quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là các mô hình nuôi thỏ New Zealand tại xã Khánh Dương, trồng cây đinh lăng tại xã Yên Mạc, nuôi ốc nhồi tại xã Yên Thành và mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại xã Yên Thắng. Đây là các mô hình mới được các gia đình chuyển đổi từ những khu vực trồng lúa và những cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây con nuôi mới. Bước đầu đã cho thu nhập cao, đặc biệt là thị trường đầu ra cho sản phẩm đều ổn định nên mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước kia. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, thời gian qua huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và có những giải pháp cụ thể phù hợp với địa phương và nhiều chính sách hỗ trợ nhằm động viên nhân dân tích cực góp công góp sức để tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, đưa sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa thâm canh, nâng cao giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, hiện có trên 60 di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước xếp hạng. Những năm qua, công tác quản lý, huy động các nguồn lực, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Thực hiện công tác quản lý, bảo tồn di tích lịch sử, từ nguồn kinh phí thuộc chương trình quốc gia về bảo tồn di tích và nguồn kinh phí của tỉnh, nhiều di tích trên địa bàn huyện Nam Trực đã được trùng tu, tôn tạo, khang trang đúng quy định, đảm bảo chất lượng và giữ được nguyên vẹn kiến trúc, di tích gốc như các di tích Động Thanh Am, Đền Thanh Khê, xã Nam Cường, Đền Thượng Lao, xã Nam Thanh. Để nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa, bảo tồn di tích, thời gian tới, huyện Nam Trực tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của toàn dân đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, tăng cường công tác xã hội hóa để nhiều tổ chức cá nhân tham gia đóng góp kinh phí cùng với sự đầu tư của nhà nước để tu bổ, bảo tồn các di tích theo đúng kiến trúc truyền thống. Về với Ninh Bình, nếu du khách muốn cảm nhận một không gian yên tĩnh, thanh tịnh, khám phá lối kiến trúc cổ xưa của các ngôi chùa cổ gắn liền với cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, thì chùa Bích Động ở thôn Tam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư sẽ là một trong những gợi ý thú vị để bạn ghé qua. Chùa Bích Động được xây dựng theo kiểu tam cấp dọc theo sườn núi, dựa vào thế núi, không liền nhau, thành ba ngôi chùa riêng biệt, hạ, trung, thượng. Chùa hạ được xây trên một nền cao dưới chân núi, kiến trúc chùa theo kiểu chữ đinh, mái chùa uốn cong gồm 8 mái. Bước tiếp lên cao về phía bắc, du khách tiếp tục được khám phá thêm chùa trung và chùa thượng. Tại đây, những kiến trúc hoa văn từ thời xa xưa vẫn còn nguyên vẹn, này đã phủ một tầng rêu phong, làm nổi bật những giá trị văn hóa đình chùa cổ của người Việt. Điều đặc biệt khi tham quan chùa Bích Động đó là càng lên cao, du khách càng thu vào tầm mắt quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà không phải nơi nào cũng có được. Theo tương truyền, khoảng vào năm Giáp Ngọ 1774, chúa Trịnh Sâm đã đến thăm và đặt tên chùa là Bích Động, có nghĩa là động xanh. Xanh ở đây chính là sự tươi tốt chủ phú của cây lá ở khắp nơi, góp phần tạo nên một không gian chùa cổ kính, hòa hợp với màu xanh của thiên nhiên đất trời. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức lễ xuất quân học kỳ quân đội năm 2018. Với chủ đề Chiến sĩ quân đội Nhân dân tương lai, trong thời gian 8 ngày, các chiến sĩ nhí sẽ được trải nghiệm các hoạt động tại Trung đoàn 8 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các em sẽ được học các chuyên đề, trong đó bảo đảm 40% là giáo dục về quân đội, 40% là giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, 20% là hoạt động tham quan thực tế hoạt động vì cộng đồng. Đây là hoạt động hè bổ ích, hấp dẫn, lành mạnh để các em chuẩn bị tinh thần thoải mái trước khi bước vào năm học mới. Vừa qua, tại Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh Ninh Bình, tỉnh đoàn phối hợp với Lữ đoàn Phòng không 241 thuộc Quân đoàn 1 vừa tổ chức lễ xuất quân học kỳ quân đội năm 2018. Với chủ đề Trải nghiệm và trưởng thành học kỳ trong quân đội năm 2018 đã thu hút 80 chiến sĩ nhí là thanh thiếu niên học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, có độ tuổi từ 11 đến 17 tuổi tham gia.
Các em sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, truyền thống đấu tranh anh dũng và tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội, tiếp cận kiến thức quân sự cơ bản như huấn luyện nội vụ cá nhân trong quân đội, những động tác cá nhân trong huấn luyện thể lực, điều lệnh, 5 kỹ thuật băng bó cấp cứu, tăng gia sản xuất trong quân đội. Mặt khác, các em còn được rèn luyện kỹ năng sống, giao lưu văn nghệ, thể thao, hành quân dã ngoại, tham gia dọn vệ sinh môi trường, tham quan di tích lịch sử. Qua đó giúp các em biết chia sẻ yêu thương và xây dựng tình bạn đẹp, tự tin, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Tại Hưng Yên thực hiện dự án sử dụng sản phẩm Sumichi để xử lý tôm gốc rạ sau thu hoạch giai đoạn 2017-2021. Vụ mùa này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai xử lý tôm gốc rạ sau thu hoạch cho 600 ha ở 12 xã của 8 huyện. Chuyển từ vụ xuân sang vụ mùa là thời điểm rất gấp rút, gốc rạ chưa phân hủy hết dẫn đến tình trạng đất chưa kịp ngấu kỹ, sau khi cây lúa sẽ bị vàng sinh lý, kém phát triển, thậm chí bị chết do ngộ độc chất hữu cơ, đồng thời nguồn sâu bệnh hại sẽ tồn lưu trong rơm rạ, gây hại cho vụ mùa. Thực hiện quyết định số 1908 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án sử dụng sản phẩm Sumichi để xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch lúa giai đoạn 2017-2021. Ở vụ mùa này, tỉnh đã hỗ trợ nông dân xử lý rơm gốc rạ sau thu hoạch với diện tích 600 ha, trong đó là sử dụng chế phẩm vi sinh Sumichi trộn với cát, đất bột hoặc phân bón rải đều trên ruộng trước hoặc sau khi dập rạ lần đầu, hoặc trộn chế phẩm với phân bón khi bón lót hoặc bón thúc và sử dụng chế phẩm trộn với mộng mạ để gieo thẳng. Dùng chế phẩm này sẽ không cần phải đốt rơm dạ để lại trên ruộng xử lý đơn giản hơn, biến rơm dạ thành phân bón ngay tại ruộng, tận dụng nguồn dinh dưỡng có sẵn trong rơm dạ. Rơm dạ và các chất hữu cơ trong đất phân hủy nhanh, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ, cây trồng không bị vàng lá nghẹt rễ, bộ rễ lúa phát triển tốt, cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Nấm đối kháng sẽ ngăn chặn sự phát triển của các loài vi sinh vật gây bệnh, giúp tăng khả năng chống chịu của cây trồng với bệnh hại. Hiện nay trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện liên xã đang trở thành sân phơi rơm rạ, tóc lúa gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo thống kê của các ngành chức năng, tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, lề đường vào việc phơi nông sản rơm rạ diễn ra phổ biến gây trở ngại, mất an toàn giao thông, với nhiều vụ tai nạn, va quệt giao thông thương tâm đã xảy ra. Để ngăn chặn tình trạng đốt rơm rạ, phơi rơm rạ, thóc lúa trên đường, Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý, giải tỏa, chấm dứt tình trạng trên. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, nhất là tình trạng đốt rơm rạ, phơi rơm rạ trên đường giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng cổ vũ bóng đá dịp diễn ra World Cup 2018 để tập trung đông người, có hành vi gây mất trật tự nơi công cộng, cờ bạc dưới hình thức cá độ và các loại tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản trên địa bàn, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức tuần tra kiểm soát vũ trang, trấn áp mạnh các loại tội phạm. Trong đợt giao quân này, các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động và công an các huyện thành phố tổ chức tuần tra vũ trang trong đêm trên địa bàn trung tâm thành phố Phủ Lý, trung tâm các huyện, khu vực giáp danh với các tỉnh thành lân cận để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là đối với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, phòng chống các hành vi gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Từ nay đến hết World Cup 2018, các lực lượng công an Hà Nam tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.